Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng bí thư Tô Lâm thừa nhận và nhấn mạnh thể chế là điểm nghẽn. Ngày 21 tháng 10, AFA Tiếng Việt cho hay, ông Tô Lâm thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Theo AFA, phát biểu trước Quốc hội sáng ngày 21 tháng 10, Tổng bí thư Tô Lâm thừa nhận rằng trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục liên quan đến thể chế, hạ tầng và nhân lực trong đó thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. AFA dẫn bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Tô Lâm nói, chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi, các quy định chưa thực sự đồng bộ, còn chồng chéo, nhiều quy định còn khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực, chưa tạo môi trường thực sự thuận lợi để thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khơi thông nguồn lực trong dân và đây là hình bài trên RFA. Ông Tô Lâm cũng chỉ ra tổ chức bộ máy hành chính nhà nước còn bất cập, công kênh, chồng lấn giữa lập pháp và hành pháp chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý. AFA cho biết, ông Tô Lâm khẳng định những việc này cần nhanh chóng khắc phục, không để cản trở hay lỡ thời cơ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ông cũng cho rằng các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật để tác động, hướng lái, thậm chí chống phá, xác định đây là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để chuyển hóa chính trị của Việt Nam. Vẫn theo AFA, ông Tô Lâm khẳng định các loại tội phạm, các nhóm lợi ích cũng tìm mọi cách tác động nhằm trục lợi và nếu không thật sự sáng suốt, bản lĩnh vì sự nghiệp chung, thể chế không phù hợp có thể gây ra những khúc quanh đối với phát triển của đất nước. Từ những vấn đề nêu trên, AFA cũng cho biết Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động theo tinh thần nghị quyết số 27 của Quốc hội vào tháng 11 năm 2022, trong đó nhấn mạnh 3 vấn đề như sau. Thứ nhất, Quốc hội cần đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, dứt khoát từ bỏ tư duy, không quản được thì cấm. Các quy định của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Luật chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc, không cần quá dài. Những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao chính phủ, địa phương quy định để đảm bảo linh hoạt trong điều hành. Và đây là hành tổng bí thư Tô Lâm. Ông Tô Lâm nói rằng tuyệt đối không hành chính hóa hoạt động của Quốc hội, lực hóa các quy định của nghị định và thông tư. AFA trích bài đăng toàn văn trên thông tấn xã Việt Nam đối với bài phát biểu của ông Tô Lâm cho thấy ông đề nghị cần xây dựng các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn Việt Nam và vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội, nhưng cũng không cầu toàn để mất thời cơ lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể thường xuyên đánh giá hiệu quả chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh bất cập mâu thuẫn giảm thiểu thất thoát lãng phí các nguồn lực chủ động phát hiện và tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn có nguyên nhân từ các quy định của pháp luật thứ hai afa tiếp tục cho biết ông tô lâm cũng đề nghị cần sớm nghiên cứu xác định rõ phương pháp hình thức giám sát tối cao của quốc hội tránh trùng với hoạt động của các cơ quan nhà nước khác. Đồng thời phải đổi mới quy trình quyết định về ngân sách nhà nước, đảm bảo thực chất, đi đôi với giám sát việc thực hiện ngân sách, từng bước thay thế việc ban hành các nghị quyết bằng các đạo lực về tài chính, ngân sách. Cuối cùng, ông Tô Lâm nêu ra ý kiến, cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quan hệ giữa các cơ quan, nhất là các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo chặt chẽ, hài hòa trong quy trình quản trị quốc gia. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng bí thư Tô Lâm thừa nhận và nhấn mạnh thể chế là điểm nghẹn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tân Đại tướng Lương Tâm Quang sắp tổ chức đại tiệc vinh quy bái tổ. Ngày 20 tháng 10, truyền thông đưa tin, Thượng tướng Lương Tâm Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, được thăng quân hàm đại tướng. Người ký và trao quyết định thăng quân hàm đại tướng cho Lương Tâm Quang chính là Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đồng Hương Hưng Yên cũng chính là người đã đưa Lương Tâm Quang lên làm Bộ trưởng Bộ Công an. Đặc biệt, trong ngày cuối cùng giữ chức Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã vội vã trao quyết định này cho Lương Tâm Quang vì ngày mai 21 tháng 10 quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước mới và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng với bộ trưởng bộ công an lương tâm quang một nguồn tin nội bộ cho thời báo chấm đề biết dự kiến cuối tháng 10 này tân đại tướng lương tâm quang sẽ về quê vinh quy bái tổ ở thôn lương xá xã hiệp cường huyện kim động tỉnh hưng yên được biết bộ trưởng lương tâm quang giao cho thư ký Nguyễn Minh Phương đặt cổ trên Hà Nội hơn 300 mâm và chuyển về quê để khao làng và tri ân tổ tiên. Nhằm tránh phát tán hình ảnh, Nguyễn Minh Phương được giao nhiệm vụ quản lý quan khách và nghiêm cấm quay phim chụp hình dưới mọi hình thức. Trong đại tiệc vinh quy bái tổ của Bộ trưởng Lương Tâm Quang, chắc chắn sẽ có nhiều thực đơn sơn hào hải vị, nhưng sẽ không có món chân gấu bắt cực hoặc món bò giác vàng rắc muối. Trước đó, ngày 7 tháng 10, Thời báo chấm đã loan tin Bộ trưởng Lương Tâm Quang gặp rắc rối tại sân bay trong chuyến thăm Nga vừa qua. Theo đó, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết ngày 11 tháng 9, đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tâm Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn động, đã thăm và dự hội nghị lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước tổ chức tại thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga. Trong thời gian thăm thú và làm việc tại Nga, Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang được thư ký Nguyễn Minh Phương dẫn đi ăn chân gấu và thịt hải cẩu. Hôm đó có rất nhiều tướng lĩnh công an và doanh nghiệp cùng tham gia đại tiệc bất hợp pháp nói trên. Trên bàn tiệc, ngoài năm chai rượu Macallan rất đắt tiền, thì toàn các món ăn đặc sản thịt thú rừng thuộc loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Và đây là hình đoàn Bộ Công an do Bộ trưởng Lương Tâm Quang dẫn đầu thăm tượng đài Hồ Chí Minh tại San Petersburg. Sự việc trên nếu chỉ dừng lại ở bàn tiệc bất hợp pháp thì sẽ chìm vào bóng tối của dĩ vãng, nhưng nó lại tiếp tục tái hiện như muốn cho thế giới biết về cuộc sống vương giả, xa hoa của tầng lớp tướng lĩnh công an Việt Nam. Sau những ngày làm việc cực nhọc và ăn chơi trên xứ Bạch Dương, Lương Tâm Quang và đoàn tùy tùng ra sân bay trở về Việt Nam. Khi đến trạm kiểm tra an ninh sân bay, thì Lương Tâm Quang cùng thư ký Nguyễn Minh Phương và đoàn tháp tùng bị câu lưu hơn 2 tiếng. Vì an ninh sân bay phát hiện 12 chân gấu bắt cực đóng trong 3 thùng cấp đông và hai con hổ Amor đã lột da. Hổ Amer được xếp vào cấp quý hiếm, nhóm IP đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác sử dụng. Sau khi lập biên bản và thu giữ các thùng hàng kể trên, cơ quan có thẩm quyền của Nga đề nghị một cán bộ công an trong đoàn ở lại giải quyết vụ việc. Sau khi ép các cục trưởng và phó cục trưởng đi cùng đoàn nhận lô hàng đó là của họ, nhưng không thành công, thư ký Phương đã viết bản tường trình giải thích rằng chân gấu Bắc cực bị an ninh Liên bang Nga thu giữ là thùng quà của một Việt kiều Nga biếu tặng nhưng Phương và Bộ trưởng Lương Tâm Quang không biết trong đó là gì. Sự việc này có thể sẽ chìm xuồng và có thể không là vấn đề gì lớn đối với cán bộ cấp cao của Việt Nam, nhưng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và vị thế của Việt Nam trong mắt quốc tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tân Đại tướng Lương Tâm Quang sắp tổ chức đại tiệc Vinh Quy Bái Tổ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.